Nó còn đây là con bầu ngư nè. Có thể nói con bầu ngư thì cũng khá đắt tiền. Có 3 con mà 19 đồng 49 sen. 19 đồng 59. Xem như gần 20 đồng rồi, có 3 con thôi. Xin giới thiệu qua các bạn cũng bà con cô bác mình xem, đây là chợ Đại Thành, chợ của người Việt Nam mình ở miền Bắc California, thành phố San Jose đó. Hôm nay gia đình mình đi chợ này sau những ngày Tết đó, nhân dịp làm lại cái clip mời tất cả bà con mình cùng xem luôn nha. Chợ Đại Thành thì cũng rất là nổi tiếng ở đây, do đó người Việt mình thích đi đó. Đây, các bạn xem ở bên trong đó, lúc nào cũng nhộn nhịp, bà con mình đi đông lắm. Mặc dù sau Tết rồi mà cũng giống như là trong những ngày Tết vậy đó. Lúc nào cũng đông người và rất là nhộn nhịp. Bởi vì ở đây có nhiều những cái thức ăn của người Việt Nam mình đó. Có khô, có mắm, có những cái rau cải mà hợp khẩu vị với người Việt mình. Do đó đồng bào Việt Nam mình ở đây thích đi chợ này lắm. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng bà con mình đi xem nha.
sợ nhưng mà một đồng 89 xem thật sự rất là đắt tiền. Cá sặc cũng có luôn. Cái này thì là con cá cơm, khô cá cơm. Và đây là cá sặc này. Cá sặc mà hơi chưa có được khô lắm đó, nó còn mềm mềm. Nó còn đây là con bầu ngư này. Có thể nói con bầu ngư thì cũng khá đắt tiền. Có 3 con mà 19 đồng 49 sen, 19 đồng 59 xem như gần 20 đồng rồi. Có 3 con thôi. Nó còn cái này là con scallop, là cái ngòi con ốc hến rồi đó. Mấy cái này thì rất là ngon và đắt tiền. Và đây là bông su đũa, bông su đũa mà đông đá có luôn, ngay cả rau nhút cũng có nữa, nhưng mà bị đông đá nè, có lẽ không có ngon lắm đâu. Cái rau xanh xanh này là rau nhút để đông đá, còn cái này là thịt dồi. Quay nét chia sẻ về chợ Việt Nam, chợ Đại Thành đó, để cả nhà mình cùng xem qua cảnh sinh hoạt của đồng bào Việt Nam mình ở bên Mỹ đó. Mình xin phép được kết thúc video tại nơi đây nha. Rất hy vọng nội dung video đem đến sự thoải mái và niềm vui khi xem nha các bạn.
Mình rất hy vọng được tất cả đồng bào bà con cô bác mình xem và đăng ký ủng hộ kênh nha. Mình thật sự biết ơn nhiều lắm. Và xin kính chào tạm biệt ở nơi đây nha. Hẹn gặp lại ở nhiều video sau.